Cố đứng lại đấy. Anh làm cái gì đấy? Tôi muốn nhìn rõ cái bộ mặt giả tạo của cô. Mở miệng ra để chửi tôi. Tưởng cô phải đàng hoàng thế nào, hóa ra ngủ thằng đàn ông khác trong kỷ niệm ngày cưới. Vậy còn trách móc cái gì? Công tác vùng cao à? Việc bất khả kháng à? Cô cũng khốn nạn như tôi thôi. Sao? Không nói được lời nào đúng không? Giờ anh cũng biết là mình khốn nạn rồi à? Nhưng mà anh nói sai một điều đấy. Là sao? Anh ta không phải là người lạ. Chửi nói xong. Bỏ ra, anh là gì? Bỏ ra. Còn bị chết này. Cút. Cô thu xếp đi. Phải nói chuyện cho rõ ràng. Cô biến không thì bảo. Có ướt lắm không hả cháu? Không sao ạ. Yên tâm đi, nước sạch đấy. Cái thằng kia nó mà không giằng co với cháu à, cô cho nó nguyên một chậu nước rửa chân nhá. Cô cũng điên với nó từ lâu lắm rồi đấy. Xong lên thay quần áo đi. Vâng ạ. Đáng đời cái thằng Sở Khanh. Chúng ta đang nắm đằng chuôi, anh làm sao mà phải căng thẳng thế? Không phải là căng thẳng, mà anh đang bực mình. Cô ta đến trễ hơn 30 phút là coi thường chúng ta còn gì. Họ đến rồi kìa. Sao phải đến muộn 30 phút để họ đợi? Đấy là thủ thuật đàm phán à? Không. Vì anh ghét bọn họ nên cho họ đợi thôi. Gì đấy? Để cho bọn họ tin chúng ta là một cặp thì em phải phối hợp với anh chứ. Phối hợp gì? Là vậy nè. Và đừng xin tôi nữa. Tôi không sao, chỉ đang hồi hộp quá thôi. Đó, lại tôi rồi. Phải là anh và em. Trạm cứu hộ trái tim hôm nay muốn tâm tình với bạn một câu chuyện cũ. Ông trời đã bù đắp cho em một người chồng tuyệt vời và một người mẹ chồng tốt bụng luôn yêu thương em. Anh không tuyệt vời đến thế đâu. Biết đâu có một ngày. Ê bạn, có cần phải nhìn vợ người khác như thế không? Anh bám theo tôi đến tận đây đấy à? Ngày xưa anh chưa từng theo đuổi em, bây giờ cũng vậy. Con trai của cô đấy à? Bố đứa trẻ, liệu tôi có biết không nhỉ? Vậy là cô cài người theo dõi tôi đây. Có còn việc nào tồi tệ hơn mà cô chưa làm với tôi không? Anh lo vì anh ta sẽ làm hỏng kế hoạch của chúng ta. Giống mẹ cái gì không giống.
lại giống đúng cái tính dại trai. Con nghĩ cho dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn chọn cách là tin tưởng chồng con. Anh chỉ sợ đến lúc đấy em lại thất vọng vì anh thì sao? Nhớ những gì mẹ dặn chưa? Thôi. Alo, tôi nghe. Con chào bà nội, con là Gon đây ạ. À, Gon hả con? Sau giờ này gọi cho bà có chuyện gì không? Tại con nhớ bà nên mới mượn điện thoại của mẹ để gọi cho bà đấy ạ. Bà có nhớ con không ạ? À, bà nhớ. Nhớ bà, thế tại sao nãy không đi theo bố về đây? Bà nội ơi, đến giờ đi ngủ rồi ạ. Con muốn chúc bố ngủ ngon. Bà bảo bố nghe máy của con được không ạ? À, được, được. Đợi bà nghe. Bố Nghĩa ơi! Dạ. Bố đây. Con chuẩn bị đi ngủ à? Vâng ạ. Vậy con ngủ ngon nhé. Vâng ạ. Thế bao giờ bố về ạ? À? Khi nào bố về ấy hả? Xong việc bố về nhá. Con chuyển máy cho mẹ đi. Vâng ạ. Em đây. Tôi nói với cô sao? Đừng bao giờ lợi dụng thằng bé cơ mà, hả? Alo. 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 Này, em Money. Money mà niếc cái gì? À, xin lỗi. Money. Chị nhầm. Tại vì bạn gái của ông á, suốt ngày mà ngồi kế bên tặng em mùi tiền không à. Cho nên chị nhầm, chị xin lỗi nha. Bà. Nhưng mà ví dụ như á, cái thai đó thật sự là chuyện của chị với Nam thì phải làm sao đây? Bà nói lung tung cái gì đấy? Bà... Anh còn không gì phải giải thích được không hả? Không phải em ơi. Hả? Còn gì mà phải giải thích? Trai thì chưa vợ, gái thì mới bỏ chồng. Ví dụ như mà có gì gì với nhau đi nữa thì cái đó người ta gọi là thiên thời địa lợi đó. Nè, lỡ có thai thì cũng đâu có sao đâu. Nè, con ơi, kêu ba đi con. Nam, Nam. Bà nói lung tung cái gì đấy, điên à? Cô đứng lại đấy. Anh làm cái gì đấy? Tôi muốn nhìn rõ cái bộ mặt giả tạo của cô. Mở miệng ra để chửi tôi. À, tưởng cô phải đàng hoàng thế nào? Hóa ra ngủ thằng đàn ông khác trong kỷ niệm ngày cưới. Vậy còn trách móc cái gì? Công tác vùng cao à? Việc bất khả kháng à? Cô cũng khốn nạn như tôi thôi. Sao? Không nói được lời nào đúng không? Giờ anh cũng biết là mình khốn nạn rồi à? Nhưng mà anh nói sai một điều đấy. Là sao? Anh ta không phải là người lạ. Chưa nói xong. Bỏ ra! Anh là gì? Bỏ ra! Còn thì chết này! Cút!